Thưa quý vị, một nhóm phụ nữ và trẻ em đoàn Caravan được vào Hoa Kỳ bất chấp lệnh của Tổng thống Donald Trump. Một nhóm người bao gồm phụ nữ và trẻ em đã được các viên chức di dân Hoa Kỳ cho phép vượt qua biên giới vào Đức, Hoa Kỳ, khiến cho nhiều trăm người còn lại trên đất Mexico đã bừng lên hy vọng là số phận của họ sẽ không u ám lắm. Hơn một tháng trước đây, đoàn di dân này đã phải vượt qua chặng đường dài 2.000 dặm từ Trung Mỹ, đi xuyên qua suốt chiều dài của Mexico để đến biên giới tiếp giáp với Hoa Kỳ, khiến cho Tổng thống Trump liên tục gửi Twitter ra yêu cầu phải chặn họ lại và phải có thêm luật di dân khắt khe hơn. Nhưng nhân viên chính phủ Trump bị trói tay do luật lệ quốc tế ép buộc chính phủ Hoa Kỳ phải nhận các đơn xin tị nạn. Đó là công pháp quốc tế và đa số đoàn Caravan nói rằng họ bị đe dọa giết chết, bị bạo động và tống tiền từ các băng đảng đường phố trong xứ của họ hành hạ nên mới bỏ nước ra đi. Nhiều chục di dân tiếp tục ngủ trong lều trong đêm giá lạnh bên ngoài cửa khẩu Yan Siro sau khi họ hoan hô và giơ nắm tay ủng hộ sau khi biết có 8 phụ nữ và trẻ em được cơ quan biên phòng của Mỹ CBP cho phép bước qua vào Đức, Hoa Kỳ. Những người ở lại cho báo chí hay là họ sẽ tiếp tục ngồi lì cho đến khi họ có dịp kể cho các viên chức Hoa Kỳ biết rõ tình cảnh của họ và thuyết phục phía Hoa Kỳ là nếu trở về nhà họ sẽ gặp nguy hiểm.